một con rắn chua chua gì đó, là con rắn lục xanh hay rắn rắn lục bi đỏ. Bây giờ mình thích rắn lục bi đỏ nhất. Rắn lục bi đỏ là sống trên cây cao mà biết bơi. Rắn lục bi đỏ là có đôi màu đỏ mà xám xịt, nhưng mà mình màu xanh thì nó màu xanh. Cái đôi màu đỏ là gọi là rắn lục đỏ, rắn lục đuôi đỏ. Nhưng mà mình không biết là rắn lục bi đỏ là sống ở đâu. Bây giờ mình hỏi mẹ nha. Bây giờ mẹ nói là đứa Trung Quốc, không, nó trong gần cây cao mà hơi thấp, chủ yếu là quấn lên cây cao, mà người nào leo cây cao á thì gặp chúng là phải sợ lên, chạy ngay chim gần ra đấy mà ngoài luôn. Anh Tăng nói là đi học anh kinh chạy máu trong chân rất nguy hiểm, thì tim hết tập chết luôn, chết đi. Mỗi khi là tập nộp của cháu là nhanh hơn một con người chạy sang ở